Đó, hôm nay mình quay cái trái mít thúi dưới mương cho cả nhà xem đây. Đó, ốc nó bu về nè cả nhà. Rồi khi mọi người thắc mắc không biết mấy cái đồ thúi nó ăn nó bị bệnh hay là bị này bị kia không ha, họ cũng ngại. Đó, ở dưới mương theo bản năng của nó thôi. Đó là nó ăn gì cả nhà. Đó, nó ăn chùm chùm luôn gì nè. Nó, ây da, mấy con to mình này bắt ha. Mình đụng trời ơi, trên lưng con này cả nhà, lưng có nhiều cái con nhỏ đeo theo luôn nè, không biết là phải mẹ của nó không nữa. Rồi thấy tội nghiệp nó quá thả lời cả nhà ơi. Nguyên trái mít gì nè, mình thúi mình giục xuống mương nè cả nhà, nó bu lại rồi thấy mê không đó. Mình cho ăn đôi khi mình cứ giục xuống đi thì mình đâu có ngại gì, theo bản năng của nó thì nó biết cái nào thúi cái nào ăn được không được hết trơn cả nhà ơi, mình khỏi lo đâu. Quá trời một về nè. Đó, cái mít thúi mình ăn cỡ gì đây nè. Đó, nên trái cây của mình nó hư một góc ha, còn không còn thì mình cứ thảy ra, nếu mà mình được thì mình sắc ra miếng miếng thì nó dễ ăn hơn. Đó, mình đụng cái bắt đầu nó nổi lên nè cả nhà, nó trôi đi nè. Ốc con nó trôi đi nè, nó buông ra từ từ nè, nó khôn không? Đó, thấy nè. Nó rất là nhiều luôn. Đó, đây nè, dính chùm chùm về về nè. Đó, nhầm người họ cũng ngại, họ không dám cho ăn. Mà trong thiên nhiên đôi khi ở trong vườn nó sống ở dưới mương á, mình nghĩ trái cây mình nó rụng xuống rồi nó thúi nó này kia nó cũng tự biết cả nha. Quan trọng là cái nguồn nước của mình thôi ha. Nguồn nước của mình nếu mà tốt có ra vô sạch này kia thì nó sống tốt rồi mọi người. Nó nên mọi người đôi khi một số người mình thấy họ khôn mình, họ có ý kiến này kia đó, tới khi họ ngại họ lo. Mình thấy nuôi cũng đơn giản cũng dễ mọi người ơi. Mình nuôi mấy mương sao cũng nhiều lắm. Trái cây của mình ở trong vườn, trái cây nhóc ở trên nó rụng xuống đủ thứ hết. Có cây sống, có cây nguyên, rồi có cây thúi đủ thứ, nó cũng ăn đủ thứ hết trơn à. Nó cũng sống à. Đó, nó chui vô nè. Nó chui nguyên một chùm vô nè cả nhà. Đó, mình đụng đụng rồi nó buông xuống hết rồi. Đó, mấy trái đen thui này nó cũng bu theo luôn nè. Đó. Nên mọi người thấy được thì an tâm nuôi ha. Quan trọng nguồn nước mình thôi. Rồi video ngắn của mình xin tạm dừng ở đây, chúc cả nhà có chăn nuôi thì cũng phát triển và thành công ha. Mình có gì hay mình quay tiếp cho cả nhà xem. Cảm ơn cả nhà.